không niềm tin, không hy vọng, không cảm xúc, không sức sống, vô hình. Cuộc sống của tôi luôn như thế. Trong tích tắc, tôi chợt muốn làm lại từ đầu. Tôi đã tỉnh dậy, hối hận thật nhiều và nghĩ rằng mình còn nhiều thứ phải làm, phải nắm lấy cơ hội để thay đổi. Vẫn là bánh kem có nếm, vẫn là thói quen tặng hoa cho tôi vào ngày sinh nhật. Mọi thứ vẫn nguyên vị. Nhưng từ khi anh chết, tôi nhận ra rằng mình đã không còn sống nữa. Mình đã ra đi từ một năm về trước. Tôi tự hỏi, liệu nếu như tôi vẫn còn sống, thì tôi có cơ hội để thay đổi mọi thứ và cứu anh. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi bị cuộc sống bỏ rơi, thì tôi cũng không nên bỏ rơi chính mình. Bởi vì tôi chỉ có một cuộc đời, một lần duy nhất mà thôi.